Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và thưa quý vị, trong chương trình thông báo sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay, Vân Anh xin mời quý vị gặp gỡ với ba khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta tại San Diego, đó là nhạc sĩ Ngô Thanh Nam, bên cạnh anh là anh Lê Tạo cùng với anh Phan Trung Kiên. Trước hết xin chào ba anh. Dạ, chào Vân Anh, chào Kiên và Tạo, kính chào quý khán thính giả của đài VNTV. Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả, chào chị Vân Anh. Vâng, chúng tôi Phan Trung Kiên, chào Vân Anh, chào quý khán giả của đài VNTV, chào nhạc sĩ Ngô Thanh Nam và MC Lê Tạo. Được biết là ba anh đã là bạn với nhau trong suốt hơn 30 năm qua, cùng chung một chí hướng trong các công tác sinh hoạt đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam từ thuở sinh viên, từ thuở tóc còn xanh, bây giờ tóc ba màu rồi anh. Anh có thể cho quý vị khán giả biết một tí về cái tình bạn tham gia của anh trong suốt hơn 30 năm qua. Cảm ơn Vân Anh. Ba anh em chúng tôi sinh hoạt biết nhau từ thời ở Mesa College, là từ năm 83-84 đến bây giờ cũng trên 35 năm rồi. 35 năm. Wow. Mà niềm đam mê vẫn còn cháy bỏng phải không anh? Thì 35 năm nói vậy chứ thời gian nó đi nhanh, cho nên mình thấy 35 năm thì nó hơi dài. Nhưng thực ra nên chúng tôi thấy thời gian nó qua rất là lẹ. Cho nên trong suốt thời gian qua thì từ những cái hồi mà làm việc chung, đi bộ cho thuyền nhân, tổ chức những cái chương trình mà gây quỹ cho đồng bào tị nạn, những chương trình văn nghệ đấu tranh, đêm không ngủ, vân vân. Đêm không ngủ thì yeah, thì mấy anh chúng tôi cùng chung tay với tất cả các anh chị em sinh viên khác tổ chức trong cái thời gian đó với dòng nhạc Ngô Thanh Nam, phải không anh? Anh Nam ơi, anh Nam đã, chúng ta đã nói cái câu hỏi này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà ngày hôm nay xin nhắc lại là anh Nam đã sáng tác những cái dòng nhạc đấu tranh đến nay là bao nhiêu năm rồi anh? Cũng gần ấy năm. Cũng, dạ. Từ những ngày đầu sinh hoạt với lại hội sinh viên Mesa, cũng như là sau đó là sinh viên liên trường, thì tất cả những cái hoạt động, những cái chương trình, hầu hết là chúng ta, Nam cảm thấy mình thiếu cái dòng nhạc sinh hoạt đấu tranh. Bởi vì có một số bài trước được viết ở Việt Nam trước 75, thì somehow đối với cái hoàn cảnh của sinh viên lúc năm 83-84, 85 thì ở hải ngoại này thì nó lại không có hợp. Đúng rồi. Thì phải viết ra cho các bạn để những cái bài để mà sinh hoạt, để mà hát. Thì Nam bắt đầu Nam viết nhạc đấu tranh từ đó đến nay. Thưa anh, nếu nói về những người tù nhân lương tâm thì chúng ta thấy có rất là nhiều người. Có những người chúng ta nghe đến tên, được nhắc tới nhiều lần. Tuy nhiên, Vân Anh tin rằng cũng có những người tù nhân lương tâm không được nhắc tới, cũng như là những người chiến sĩ vô danh của chúng ta, phải không anh? Cho nên chương trình này là chúng ta làm cho tất cả những người tù nhân lương tâm. Thì kỳ trước chúng ta chọn ra một cái chủ đề đại diện, đó kỳ đó là Mẹ Nấm. Kỳ này các anh chọn chủ đề là Trần Huỳnh Duy Thức. Anh có thể cho biết tại sao anh lại chọn anh Trần Huỳnh Duy Thức? Vâng, thưa chị, là đúng như chị nói, là nếu mà nói về tù nhân lương tâm thì hiện tại Việt Nam chúng ta có khoảng 200 tù nhân lương tâm. Có những người bị án từ 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, có người tới chung thân. Thì anh Trần Duy Thức là một trong những người kêu án rất là lâu, đó là 16 năm tù, và anh hiện tại ở trong tù đã 10 năm. Thì cái hình ảnh của anh Trần Huỳnh Duy Thức đó, là anh không có khuất phục, dù là dụ dỗ, dù là đánh đập, dù là biệt giam vân vân. Và ngay cả có những thông tin là có những nước cấp cho anh visa với điều kiện là anh phải rời khỏi nước Việt Nam thì Việt Nam mới thả, nhưng mà anh quyết định ở lại. Đó là cái sự kiên quyết ở lại đấu tranh, với sẵn sàng ở lại với những người bạn đồng hành với mình. Đó, một cái hình ảnh rất là đẹp. Cho nên trong dịp này chúng tôi muốn nhắc đến Trần Huỳnh Duy Thức, nhưng mà cũng là chúng tôi cũng muốn đồng hành với tất cả tù nhân lương tâm, chứ không phải là chỉ một mình anh Trần Duy Thức. Dạ vâng. Okay. Và thì trong cái dịp ba anh em chúng tôi cũng phối hợp cùng với luật sư Trần Kiều Ngọc bên Úc. Yeah, và trong mấy tháng vừa qua cũng được nhân viên gặp Kiều Ngọc ở San Diego, thì cũng nhờ như vậy thì ba anh em chúng tôi mới quyết định tổ chức cái buổi đêm văn nghệ đấu tranh vào ngày 2 tây tháng 11 tại trường trung học Kearney High School. Quý vị cũng biết trường trung học Kearney High School là gần
khu Mesa College trên đường Linda Vista, một bãi đậu xe rất là rộng rãi và hội trường chứa đến gần 700 người. Cho nên là chúng tôi đã book xong cái hội trường và chắc chắn rằng parking và tất cả những cái điều kiện trong khu viên trường đại học đó rất là thuận lợi cho quý đồng hương của chúng ta cho ngày đó. Thì anh thấy đấu tranh có rất là nhiều hình thức phải không anh? Người chiến sĩ cầm súng trực tiếp ra ngoài tiền tuyến cũng là đấu tranh. Thì ở hải ngoại chúng ta có rất là nhiều hình thức đấu tranh như là biểu tình, như là viết những cái thỉnh nguyện thư. Đặc biệt với Ngô Thanh Nam thì anh dùng âm nhạc để đấu tranh. Thì anh thấy là cái âm nhạc nó rất là quan trọng trong cái việc đấu tranh của chúng ta phải không anh? Dạ, cũng như là tất cả quý vị khán giả được biết, cũng như là Vân Anh ở đây, thì nhạc là một cái hình thức chuyên chở một cái message, một cái thông điệp đến với người nghe nhanh nhất mà hiệu quả nhất theo cái mục đích của người viết nhạc. Thì bất cứ cái chương trình, bất cứ một cái phong trào nào thì cái nhạc cũng là một cái sự thôi thúc cho người hát, cho người hoạt động cũng như cho người nghe và hưởng ứng. Cái tập thể người Việt ở hải ngoại mình còn có thể làm gì? Thì lòng trong cái chương trình này có luật sư Trần Trường Lộc là đại diện cho phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền. Thì luật sư Trần Kiều Ngọc sẽ trình bày với lại đồng hương San Diego của chúng ta về cái hoạt động. Đây chính là một những cái đường hướng và hoạt động cũng như đường lối đấu tranh. Thì chúng ta sẽ có nhiều phương cách, nhạc là một phương cách, kêu gọi giới trẻ đứng lên là một phương cách khác, kêu gọi đồng hương quan tâm đến những cái hoạt động của những tù nhân, những cái sự bạc đãi của tù nhân đang chịu. Thì đó, mỗi người chúng ta đều góp một viên gạch để hy vọng một ngày nào đó trong tương lai chúng ta tạo được một cái tốt đẹp hơn cho quê mẹ Việt Nam. Vâng thưa quý vị, và lý do chính mà Vân Anh gặp gỡ với ba anh trong ban tổ chức ngày hôm nay để mời gọi quý vị một lần nữa một chương trình rất là đặc biệt tại San Diego của chúng ta, đó là chương trình văn nghệ đấu tranh vận động trả tự do cho tù nhân lương tâm tại hội trường Kearney High School sắp tới vào ngày thứ Bảy 2 tháng 11. Thì bây giờ xin mời ba anh có thể cho biết chi tiết của chương trình ngày hôm nay thưa quý vị. Trên cái poster Vân Anh thấy là rất là hay thưa quý vị, một sự hội tụ của những ca nhạc sĩ đấu tranh và tên tuổi về dòng nhạc đấu tranh, rất là khó để mà mình có thể hội tụ tất cả các anh em về. Thưa quý vị, và đặc biệt quý vị còn nhớ là ban Yuka, đoàn Yuka Nam California và một lần nữa cùng với đoàn Yuka San Diego, mời bạn. Thưa quý vị, phải nói rằng anh em chúng tôi có cái duyên gặp được những người mà có tấm cùng chung, sao hay quá vậy anh, cùng một cái tấm lòng với mình, dạ, cùng nghĩ về quê hương, cho nên mới mời được 6 cái vị khách từ khắp nơi về đây. Đặc biệt là có Lily Đoàn về từ Anh Quốc, Anthony Chim về Canada, Đình Đại về từ Pháp, và Trần Kiều Ngọc, luật sư Trần Kiều Ngọc về từ Úc. Wow. Và trong đó thì Việt Khang và Hoàng Quân ở Mỹ. Wow. 6 người khách từ 4 nước cùng về đây. Cho nên phải nói rằng đây phải có cái duyên, và từ cái duyên đó mới tụ hội về San Diego, một nơi mà ai cũng muốn, tất cả mọi người đều muốn đã về San Diego một lần rồi thì sẽ trở lại lần thứ hai. Wow, rất là hay thưa quý vị. Yeah. Và thì MC sẽ là Lê Tạo và Tiên Nguyễn và dân San Diego. Thưa quý vị, chương trình chúng tôi không có bán vé và đúng 5 giờ thì được mời quý đồng hương đến để hàn huyên tâm sự với những vị khách mời của chúng tôi đến từ 4 nước khác nhau, và Việt Khang cũng như Hoàng Quân từ Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi không có gây quỹ và không có có fundraising bất cứ một cái hình thức nào trong cái chương trình văn nghệ sắp đến đây. Mục đích anh em chúng tôi là làm thế nào để đóng góp một phần nhỏ của mình đến với tất cả các anh chị em đang bị cầm tù tại quê mẹ vì giống lên tiếng nói để đòi tự do nhân chủ và nhân quyền. Cho nên mình không làm việc gì lớn cả, chỉ làm những việc nhỏ, đồng hành cùng tất cả các anh chị em, những người cùng một cái chí hướng đó để
hỗ trợ một tay để nói rằng là những anh chị em ở ở trong bên kia họ không có lẻ loi, không có đơn độc. Đó là lý do ba anh em chúng tôi mình dàn cùng với tất cả những anh chị em khắp nơi cùng một chí hướng để làm việc này. Dạ, thì cũng trong cái chương trình này quý vị thấy trong đây có một vị luật sư Trần Kiều Ngọc. Đây là luật sư rất là trẻ anh ha. Đây là một luật sư rất khả ái, rất là năng nổ, hoạt động trong không phải là không phải ở trong cái local, một hình thức local ở bên Úc hay không only, mà còn hoạt động khắp nơi trên thế giới. Sẽ có cái sự liên minh với tất cả các phái đoàn của các nước khác, những nước mà bị Trung Cộng đàn áp. Thành thử ra cái hoạt động của phong trào của Trần Kiều Ngọc rất đáng để cho đồng bào chúng ta quan tâm và ủng hộ. Đó. Thì chương trình này chúng tôi muốn thể hiện cả hai về sự quan tâm của chúng ta đối với tù nhân lương tâm, cũng như chúng ta sẽ phải làm thế nào qua những cái chương trình này. À, vâng, thưa quý vị còn nhớ năm ngoái vào tháng 9 năm 2018 chúng ta đã đến để tham dự chương trình, cũng là một cái chương trình nhạc đấu tranh với chủ đề là Mẹ vắng nhà. Yeah. Cho tù nhân lương tâm mẹ nắm. Thì lúc đó chương trình rất là đặc biệt, thưa quý vị, đó là nhạc sĩ Ngô Thanh Nam đã sáng tác ra nhạc phẩm Mẹ vắng nhà mà đã làm cho cả hội trường phải nói là nín thở để mà nghe. Thì thưa quý vị, lần này với chủ đề Trần Huỳnh Di Thức thì bên anh được biết là nhạc sĩ Ngô Thanh Nam cũng đã sáng tác một nhạc phẩm với cái tên là Trần Huỳnh Di Thức. Yeah. Và chắc chắn đó sẽ là điểm nhấn, đó sẽ là một cái điều rất là đặc biệt trong cái chương trình sắp tới của chúng ta. Anh Nam ơi, anh Nam làm nhạc phẩm này tốn hết bao nhiêu thời gian vậy anh? Thật sự ra ý nhạc đến rất là lẹ trong một ngày, trong một cái chuyến đi của Nam. Thông thường Nam đi có thời giờ khi mà chạy xe đó, thì đường dài thì mình đầu óc mình có cái sự thoải mái tự do để bay bổng, thì ý nhạc đến, nhưng mà lời thì rất là khó. Bài nhạc là bởi vì đối với dòng nhạc đấu tranh, cái lời phải làm sao để chuyển tải được cái thông điệp đến cho người nghe. Thành thử ra đối với Nam bài này thì dĩ nhiên hay như thế nào thì tùy theo người nghe, người thưởng ngoạn. Nhưng mà với Nam thì Nam rất là chú ý ở trong cái phần lời để truyền tải cái thông điệp về cái bài nhạc này. Thưa quý vị, chúng bên anh đã được nghe các anh em tập dượt nhạc phẩm này hay quá, phải không anh Tạ? Phải không anh Kiên? Trong cái bài này thì nhiều anh em trong đoàn Yuka Senegal đã hát, đã tập suốt mấy tuần qua. Thì phải nói rằng mỗi lần tập thì mỗi lần anh em bài này rất là thích. Và anh Nam, chương trình năm nay của chúng ta hứa hẹn sẽ có nhiều những cái khởi sắc hơn, những cái đặc biệt hơn so với lại năm trước, phải không anh Nam? Dạ, yeah. Thì năm ngoái với cái chương trình Mẹ vắng nhà thì cho tất cả các tiết mục văn nghệ chỉ có một cái đàn thùng. Đúng rồi, bên anh nói là chỉ có một cây guitar của anh Ngô Thanh Nam trình diễn cho ở dưới hội trường hơn 500 khán giả, phải không anh? Đúng rồi. Thì ngày hôm nay không biết là có bao nhiêu cây guitar hay là ban nhạc như thế nào anh? Kỳ này thì với một số ca sĩ như chúng ta biết là những ca sĩ đấu tranh hàng đầu ở hải ngoại, thành thử ra Nam không có dám liêu minh như thế nữa. Nam cũng có mời một số anh em ở San Diego, mà phải nói rằng là khi tất cả những người mà biết mình làm cái việc này mà mình mời họ vui vẻ nhận lời, rồi nhận lời là không suy nghĩ, không từ anh Chi Thái là đánh tính trống, không cho đến anh Trung, cho đến anh Hoàng ở trong Lãng Du, thì tất cả mỗi người là một cái nhân tố rất là đặc biệt cho một những ban nhạc nổi tiếng ở San Diego. Thì hy vọng rằng là kỳ này phần văn nghệ sẽ khởi sắc hơn là năm ngoái nhiều. Khi chúng ta bắt đầu thì cũng có hơi lo, nhưng mà khi mình bước tới rồi đó thì có những người bạn đồng hành với mình, họ giúp đỡ về tài chính, về tinh thần, những cái message, những cái cú điện thoại,
ngay cả những người phụ chúng tôi đi dán cái poster này ở những cơ sở thương mại tại San Diego và những anh em đóng góp thầm lặng, thật sự ra mỗi người một tay. Ba anh em chúng tôi chỉ là mặt nổi để mà quý vị thấy ba anh em chúng tôi, chứ mà đóng góp chương trình này rất là nhiều người, trong đó có VNTV và chị Vân Anh cũng đã hỗ trợ trong vấn đề truyền thông. Bởi vậy cho nên anh Lê Tạo có viết một bài viết là cứ bước tới, chúng ta cứ bước tới sẽ có rất là nhiều người đứng sau lưng các anh. Nếu mà quý vị theo dõi chương trình những cái vấn đề thời sự Việt Nam thì 200 tù nhân lương tâm ở Việt Nam, nếu cứ quy tính cứ một tính một mà làm cái tính nhẩm, cứ mỗi người bị kêu án 5 năm tù, 200 tù nhân là 1.000 năm tù mà họ đang thụ án, thưa quý vị. 1.000 năm tù mà những người đứng lên nói tiếng nói tự do đang thụ án, thì chúng ta những người ở đây ở trong không khí tự do hãy đến tham dự chương trình này để cùng đồng hành với họ, để chia sẻ với gia đình họ rằng những gì họ đã hy sinh cho gia đình, cho bản thân, có những người khác ở phương xa biết đến và cùng đồng hành với họ để họ khỏi cảm thấy cô đơn. Tạo nói đến vậy, đến gia đình của những người này thì ít nhất là gia đình của em Nguyễn Hóa cũng như là gia đình vợ của anh Trần Quỳnh Duy Thức cũng có liên lạc với Việt Nam, bởi vì họ rất là được an ủi khi biết rằng những cái có điều họ làm bên kia không có phải là đơn độc lẻ loi, nhưng mà có được một cái sự hỗ trợ từ hải ngoại, thành thử ra điều này làm cho họ rất là vui và an ủi rất là nhiều trong những cái khốn khó ở bên đó. Thành thử ra chính vì điều đó mà là anh em chúng tôi rất là không có ngại, không có nể hà bất cứ cái chuyện khó nào để mà ráng làm cho xong. Cứ bước tới, dạ, cứ bước tới. Và là chương trình anh em chúng tôi thì chắc chắn là hội trường Kearney High School thì 690 ghế đã chuẩn bị và parking rất là rộng rãi, và đường Linda Vista ngay góc Mesa College. Thưa quý vị, địa chỉ chính xác là 1954 Comet Way, K-O-M-E-T Way, San Diego 92111. Quý vị có thể Google search là Kearney High School là cái location đó, mời quý vị đến. Thì hy vọng gặp quý vị hôm đó. Chắc chắn là 5 giờ là Đồng Hương sẽ đến rồi tâm sự rồi chia sẻ, và chương trình sẽ bắt đầu đúng 6 giờ. Thì, nếu mà quý vị biết tin này, xin chia sẻ với bạn bè thân hữu Đồng Hương của mình, những người quen biết, những người còn quan tâm đến vấn đề tù nhân lương tâm Việt Nam, thì hy vọng mỗi tiếng nói, mỗi sự chia sẻ quý vị thì có thêm khán giả đến để cùng đồng hành với chúng tôi và đặc biệt cùng đồng hành với những tù nhân lương tâm. Vâng, thưa quý vị, và quý vị sẽ được thưởng thức những cái tiết mục rất là đặc biệt, rất là bất ngờ trong chương trình đó, phải không anh Nam? Dạ. Cho tạm nói một tí xíu. Dạ. Đặc biệt thưa quý vị, có nhiều anh Nam và chị Băng Anh có nói vấn về luật sư Trần Cường Ngọc. Dạ. Thì nếu quý vị để ý chương trình Tình Hình Thế Giới trong những tháng qua thì ở Hồng Kông là biểu tình, và đặc biệt là luật sư Trần Cường Ngọc đã một mình thân chinh bay từ Úc đến Hồng Kông để phỏng vấn một trong những lãnh tụ sinh viên là Hoàng Chí Phong, thủ lãnh của đoàn biểu tình. Và Trần Cường Ngọc sẽ chia sẻ nhiều hơn về đằng sau những cuộc phỏng vấn đó và những chi tiết mà phong trào thế giới giới trẻ vì nhân quyền đã làm và đang làm. Thì hy vọng quý vị đến và quý vị không những chỉ nghe những ca sĩ mà còn nghe được những chia sẻ của luật sư Trần Cường Ngọc về những gì mà phong trào cô đã làm. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa ngày thứ Bảy 2 tháng 11 sắp tới tại hội trường Kearney Mesa, mong là gặp tất cả quý vị, và bên anh tin chắc là hội trường của trường Kearney Mesa sẽ chật ních những người đồng hương của chúng ta, những người cùng một nhịp đập hướng về Việt Nam, cũng như là hỗ trợ cho bên cạnh với lại ba anh là những người đã say mê trong cái lĩnh vực đấu tranh từ thời sinh viên cho đến bây giờ. Và những giây phút còn lại, bên anh xin mời ba anh trong ban tổ chức nói làm sao mà quý vị đến thật là đông. Vâng, cảm ơn Vân Anh, cảm ơn quý vị. Những giây phút còn lại, chúng tôi kính mời quý đồng hương, đặc biệt là đồng hương San Diego và miền Nam California. Và chúng tôi cũng được biết cũng có những đồng hương đã mua vé máy bay từ Seattle và từ Washington State đã chuẩn bị, cũng có những người mua vé từ Canada đến. Tại vì anh em chúng tôi biết rằng là cái chương trình này là rất là đặc biệt, vì có thể nói là chương trình quốc tế ha. Bốn nước rồi cộng với lại hai ca nhạc sĩ Hoàng Quân từ Houston và Việt Khang. Quý vị cũng biết Việt Khang cũng đã từng ở tù cùng với anh Trần Quỳnh Duy Thức trước đây, cho nên là quý vị có thể đặt những câu hỏi với Việt Khang, đặt câu hỏi với luật sư Trần Cường Ngọc trong đêm đó,
Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị và kính mời quý vị chia sẻ những thông tin này đến với những người quen và những bạn hữu của quý vị. Thưa quý vị, chương trình không bán vé, không gây quỹ, cho nên quý vị đến sớm dành chỗ tốt cho mình. Cũng xin kính mời quý vị, nhất là quý phụ nữ, chúng ta tất cả sẽ mặc áo dài để một hình thức là tuyên dương cái tà áo dài Việt Nam, cũng như là để cho mọi người thấy rằng trong cái ngày đó cái tà áo dài Việt Nam phất phới ở trong hội trường cùng với lại các anh chị em của chúng tôi, để mà cho mọi người thấy được cái sự quan tâm của chúng ta đối với những tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, và cá nhân Vân Anh thì rất là nô nức để được góp mặt trong chương trình để nghe trọn vẹn nhạc phẩm mới sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thanh Nam đặc biệt cho chương trình này với tựa đề là Trần Huỳnh Duy Thức. Và Vân Anh tin chắc là cả hội trường của chúng ta sẽ rất là thổn thức với nhạc phẩm này. Và bên cạnh đó, một cái hình ảnh mà Vân Anh rất là thích là trong chương trình nhạc đấu tranh, tất cả những người tham gia đều cùng hát với lại ban nhạc ở trên sân khấu, phải không anh? Những nhạc phẩm mà hung đúc tinh thần yêu quê hương đấu tranh. Và thưa quý vị, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày thứ Bảy 2 tháng 11 sắp tới tại trường Kearny Mesa. Xin chúc cho ban tổ chức chân cứng đá mềm, chương trình của chúng ta sắp tới sẽ rất thành công, và San Diego của chúng ta hứa hẹn sẽ có nhiều chương trình thật nhiều từ ban tổ chức Ngô Thanh Nam, Lê Tạo và Phan Trung Kim. Cảm ơn và xin thân ái chào tạm biệt. Xin chào quý vị.